Quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, mình là tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, mệnh phú đăng hỏa, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Ất Tỵ sẽ trải qua một tháng hung khắc ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động, nhưng nếu như quý cô bác cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý, mua nhà, tậu xia, khiến cho ai ai cũng phải nể phục nhé. Vậy vận trình cụ thể của quý cô bác sẽ ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Ất Tỵ cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng quan tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Rắn có khả năng tấn công hung ác, khi bị đẩy đến tình thế tuyệt vọng, chúng sẽ liều lĩnh chiến đấu đến chết, chiến đấu quyết liệt, tự phụ, tự cao, thích mạo hiểm. Thông thường, rắn gây cho người ta ấn tượng xấu với những thói quen nham hiểm và xảo quyệt, những hành động ngang tàn, thiếu trung thực. Tuy nhiên, con người còn gọi rắn là con rồng nhỏ vì chúng có tính cách của loài rồng. Bởi vậy, người sinh năm rắn có vẻ ngoài điềm đạm, nhưng thực chất bên trong lại ấm áp. Trong 12 con giáp, Tỵ và Ngọ đều là hành hỏa, trong đó Tỵ là âm hỏa, chỉ cháy âm ỉ giống như lửa than, nó không quá rực rỡ như tuổi Ngọ là dương hỏa. Con giáp này vốn rất lương thiện, ấm áp, thích hợp với những công việc thiên về tinh thần. Tính cách họ tích cực, sáng sủa, luôn hướng về phía trước, dám thách thức, dám hoàn thành như vạn vật dần sinh sôi mạnh mẽ. Những người sinh năm Tỵ có vẻ ngoài điềm đạm, họ thường bình tĩnh quan sát sự vật xung quanh mình và thực hiện công việc một cách lặng lẽ. Mặt khác, họ rất nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi gặp đồng nghiệp mới hoặc bạn bè mới, họ luôn chủ động ra tay giúp đỡ nên dễ được người khác hài lòng và tin tưởng. Nữ mạng tuổi này cũng là người xã giao tốt, tính tình dễ gây ấn tượng tốt, họ thường nhiệt tình giúp đỡ người khác, vì thế mà khiến cho không ít người phải hâm mộ. Trên thực tế, những người sinh năm Tỵ không tạo ra ấn tượng nham hiểm như về loài rắn, thậm chí tính cách của họ còn rất ngay thẳng, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp và gợi cảm. Về hậu vận hưởng phúc, làm gì cũng hanh thông, sau này sẽ đạt được thành tựu lớn, vì cả nam và nữ mạng đều rất đam mê và gợi cảm, nên họ có đường tình duyên khá tốt. Nhưng bạn cần khéo léo hơn khi chuyển từ tình yêu đôi lứa rõ ràng, cuộc sống gia đình như vậy thì mới đảm bảo được hạnh phúc, bền lâu. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Thiên can, canh kim, địa chi, thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàn tài khí. Xem tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Tỵ âm lịch, lời khuyên dành cho con giáp này đó là bớt để ý chuyện của người ta, nên chăm sóc đời sống cá nhân của mình thật tốt, đó mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tương phá, dự báo sự mâu thuẫn trong tính cách, từ chỗ làm cho tới về nhà, khiến tuổi Ất Tỵ không vui. Đôi khi bạn cảm thấy mất hứng thú với những người có tính cách hấp tấp, bồng bột và không biết lắng nghe. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy, bản mệnh là người tài hoa, say mê lao động làm việc. Tuy nhiên, không phải khi nào người ta cũng công nhận công sức của bạn, nhưng điều quan trọng là bạn đang tiến bộ mỗi ngày sau quá trình không ngừng rèn giũa bản thân. Thành công sẽ đến theo một cách rất tự nhiên trong tương lai, bạn không cần phải vội vàng. Vì quá bận rộn nên con giáp tuổi Ất Tỵ ít dành thời gian để cải thiện chuyện tình cảm. Thế nhưng, may mắn có Thái Âm Cát Tinh hỗ trợ, nên bạn vẫn được người bạn đời ủng hộ, nâng đỡ. Vận trình tình cảm nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng.
Bạn là người có trái tim nhiệt huyết và luôn hết mình vì đam mê. Tính cách lạc quan giúp bạn luôn tìm thấy niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong thời điểm tăm tối nhất. Bạn cũng sẽ cần tỉnh táo và cẩn trọng với những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Quản lý vấn đề cá nhân sẽ dễ dàng hơn việc chịu trách nhiệm thay ai đó. Chi tiết, cụ thể về các phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, phương diện công danh của tuổi Ất Tỵ lúc này có nhiều thăng trầm khó lường, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để bản mệnh thể hiện bản lĩnh của mình trong việc kiểm soát vấn đề. Thiên quan dự báo có những rắc rối khó lường, khiến bản mệnh phải phiền lòng, bận tâm. Ngay lúc này không nên phó mặc cho số phận hay thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì bạn đủ khả năng để chuyển bại thành thắng trong thời gian ngắn. Bạn có thể phá vỡ những lề thói, quan niệm cũ trong công việc để bước sang một giai đoạn mới. Lúc này khá khó khăn, mệt mỏi, nhưng tương lai bạn sẽ có những bước tiến đáng kể. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 7 năm 2023 tuổi Ất Tỵ âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Ất Tỵ thăng trầm không ổn định chút nào. Thế nên, ngay khi kiếm được tiền nên để dành tiết kiệm, không nên tiêu xài hoang phí. Trong khi đó, khi khó khăn thì càng tìm cách để cải thiện kỹ năng kiếm tiền của mình, học hỏi thêm để khai thác các cơ hội đầu tư một cách hiệu quả. Trước khi đi chợ hay siêu thị, nên cẩn thận ghi hết những món đồ cần mua ra giấy, lúc đi mua thì chỉ đến đúng chỗ, không nên lang thang ngắm nghía thêm vì có nguy cơ bạn mua nhiều hơn so với những gì mình cần. Tháng này, đừng quên kiểm tra xem khóa cửa ra vào và cửa sổ trong nhà có còn hoạt động tốt hay không. Khi ra ngoài thì cần cất giữ những vật dụng có giá trị để giảm bớt tổn thất về tiền bạc. Về mặt tình cảm, gia đạo, tháng này, gặp ngũ hành xung khắc cho thấy vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ất Tỵ không được thuận lợi. Các cặp vợ chồng lúc này có xu hướng lơ là, không quan tâm tới người ấy chu đáo, nên chính bạn cũng cảm thấy có lỗi. Thế nhưng, may mắn là sau khi nghe tuổi Ất Tỵ giải thích và cách bạn thể hiện sự chân thành đã khiến đối phương chủ động hỗ trợ bạn trong cuộc sống. Tình cảm tuy không thăng hoa, nhưng tạo cho con giáp tuổi này cảm giác bền vững, an ổn. Trong tháng 7 âm lịch, thất xích bay về phương chính nam, phụ nữ trong gia đình bạn có thể bất hòa, gây chia rẽ nội bộ khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng. Về mặt sức khỏe, vận trình tháng 7 âm lịch này của tuổi Ất Tỵ có nhiều quyết tâm trong việc cải thiện sức khỏe, nhưng không phải khi nào bạn cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, đó cũng là bước tiến so với chính bạn trước đây, một người không nghĩ tới thể dục, thể thao. Thời gian này, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe. Chú ý ưu tiên ấm, mềm, nhạt. Bản mệnh nên lưu tâm tới vấn đề ăn uống, nên ưu tiên đồ ăn theo mùa vì chúng hỗ trợ năng lượng cho bạn rất tốt. Nếu bị bệnh, bản mệnh nên ưu tiên các phương thức chữa trị thông thường có tính phổ biến, đừng xem thường những thứ đơn giản xung quanh chúng ta, những phương pháp mới chưa chắc đã phù hợp với bạn. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tuổi Ất Tỵ trong tuần có tin vui liên quan đến công việc, nhờ có thiên đức các tinh nâng đỡ. Tuy nhiên, vận may đến có nhiều hay không, chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bạn. Thiên cẩu chiếu vận, không khuyến khích bạn ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân. Công việc tiến triển như ý muốn, nhiều người nhận được dự án lớn hoặc được thăng chức bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi này cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn. Không có thành công nào là dễ dàng hết, nên đừng đòi hỏi quá cao. Chuyện tiền bạc, nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu, e rằng khó tụ tài. Đồng tiền sạch bao giờ cũng có lộc và trường tồn. Hãy làm ăn lương thiện, thì trời xanh có mắt, sớm có lộc lá. Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng cứ hãy bình tĩnh, rồi quý nhân sẽ tìm ra giải pháp giúp bạn sớm thôi. Càng nóng giận, càng mất tiền. Tuần mới này có tả phù chiếu mệnh, nên Tỵ có thêm nhiều mối quan hệ mới, hay được bạn bè giúp đỡ, động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở, đón nhận lòng tốt. Quý nhân, thân, mùi, tiểu nhân, tuất, hợi, màu sắc may mắn, đen, xanh lá, con số phát tài, 11, 47, 81. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tỵ có bạch hổ và thiên đức cùng chiếu mệnh, nên dù có thấy may mắn cũng không nên chủ quan, bạn được quý nhân giúp đỡ.
nhưng không ai gánh nổi đường sức khỏe hộ bạn. Làm gì cũng nên chú ý đến cơ thể của mình, đừng để tiền thuốc quá tiền lương. Các tinh càng gia tăng thêm phần tốt cho con giáp này. Đôi lúc có những niềm vui nho nhỏ trong công việc mang lại cho Tỵ khá nhiều hy vọng. Mọi người tạo điều kiện thuận lợi cho con giáp này tiến lên bậc cao mới trong công việc. Những ai đang buôn bán, cứ sởi lởi thì sẽ đông khách, đừng quá kỹ tính vì sẽ mất lộc buôn bán. Đường tài vẫn vướng phải âm sát, nên phải cẩn thận kẻo bị lừa. Gần đây chiêu trò lừa tiền qua mạng xã hội rất tinh vi. Đừng cho ai vay tiền trên mạng, muốn vay thì gặp nhau trực tiếp, không giao dịch qua điện thoại. Ngoài ra, trong tuần mới bạn cũng không nên mua những đồ vật có giá trị lớn hoặc cho người khác mượn đồ không thuận lợi. Tỵ dễ gặp tiểu nhân, bản tính nghi hoặc nên dễ phiền não vô ích hay ghen tuông vớ vẩn. Người có gia đình khá nóng tính hay nặng lời với nửa kia. Quý nhân, Ngọ, Hợi, tiểu nhân, Mão, Tuất, màu sắc may mắn, tím, hồng, con số phát tài, 21, 47, 85. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần này, tuổi Ất Tỵ có vận trình hung cát xen lẫn, do có tử vi và bạch hổ đồng chiếu mệnh, có lẽ bạn sẽ hơi chật vật và hoang mang, nhưng đừng lo sợ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bạn không phải chịu vất vả mãi đâu. Tuổi này nên tập trung làm việc để tiết kiệm thời gian, đừng để cơ hội vụt qua khỏi tầm tay. Tuần mới sẽ có nhiều may mắn mới, đừng chểnh mảng, đây là thời điểm để bạn kịp đổi vận trước khi năm mới đến. Người làm kinh doanh nên nhập thêm hàng mới, chần chừ là nhường vận may cho người khác. Tiền bạc đầy tay, nhưng đừng quá chủ quan mà tiêu hoang, dễ mất tiền vì ốm đau bệnh tật. Trong tuần này, người làm kinh doanh sẽ buôn bán tốt vô cùng, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Cả nguồn thu chính và phụ đều cùng xuất hiện, chăm cày quốc thì trời không phụ lòng. Tuy nhiên, lưu ý quan trọng nhất trong tuần này, bản mệnh cần quan tâm hơn đến sức khỏe của những người thân yêu và chính bản thân mình. Ai đang có ý định đi chơi xa cùng người thân hoặc có người nhà sắp đi đâu đó thì nên xem ngày tốt để xuất hành. Người có gia đình cần để mắt đến con cái nhiều hơn. Quý nhân, Mùi, Thân, tiểu nhân, Tuất, Tỵ, màu sắc may mắn, đỏ, trắng, con số phát tài, 43, 57, 81. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ gặp khá nhiều may mắn trong tuần mới, không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo, đặc biệt là những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê, những khó khăn dường như biến thành động lực trong tuần này. Công việc chăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang làm công việc phải di chuyển nhiều, hoặc ai đang xuất ngoại, nhờ có dịch mã phù trợ, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu, một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hay đi xa công tác, đừng ngại ngần càng bôn ba, bạn càng có tiền. Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi này chăm chỉ cày quốc, nữ không thua kém gì nam. Tiền bạc do vất vả mà có được, nên bạn rất quý trọng đồng tiền. Một tuần tốt đẹp về tài chính, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắc góp sẽ có khoản tiền to. Từ giờ hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ, khiến bạn không thoải mái, bạn có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính. Quý nhân Mão, Sửu, tiểu nhân, Tuất, Thìn, màu sắc may mắn, cam, đen, con số phát tài 54, 68, 93. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, phát tài rực rỡ, vận trình thăng hoa trong tháng 7 âm lịch này, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé! Tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, tháng này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương. Sinh vào tháng này trong năm, người tuổi Ất Tỵ tài đức, song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng, họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân, xử thế, biết linh hoạt ứng biến, tùy theo từng tình huống, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Tháng tư âm lịch. Tháng tư âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Ất Tỵ sinh vào thời điểm này trong năm là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp từ chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mong ước, họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, trí dũng song toàn, dường như có thể làm được tất cả mọi điều chỉ cần họ muốn mà thôi.
tháng 6 âm lịch. Tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng nào tốt? Khi tháng 6 Tiết Tiểu Thử họ là người có lòng từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức, họ được trời ban cho phúc lộc, vạn sự như ý, danh lợi song toàn. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái hạnh phúc bền lâu. Dù là theo con đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì tháng 6 âm lịch cũng giành được những thành quả khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội cao. Tháng 8 âm lịch. Sinh ra trong tiết Bạch Lộ, tuổi Ất Tỵ sinh vào tháng âm này là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và có những mối quan hệ vô cùng rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng, nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.